Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Máy Cao Hiếu nhé. Thì vẫn là cái chủ đề về sửa chữa, hướng dẫn sửa chữa cho anh em. Thì ở video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một số cái ban bảnh, một số cái cách khắc phục khi mà những cái đầu xịt rửa xe của gia đình hoặc là bơm thuốc của gia đình mình ấy, mà nó gặp những cái vấn đề khi mà không lên được nước, hoặc là áp nó yếu, chảy máy nó giật giật, nước áp nó ra rất là yếu mà nó giật đấy, hoặc là áp nó tăng. Ví dụ như bình thường anh em dùng nó có thể lên, chỉnh áp có thể đồng hồ nó báo lên tầm khoảng 6 cân 7 cân, nhưng mà tự nhiên hôm nay dùng nó chỉ được có 2-3 cân thôi đấy. Mình hình dung là như thế, tức là áp nó sẽ bị tụt xuống, hoặc là có những con thì áp nó không lên được luôn đấy. Có những cái trường hợp là để lâu xong rồi sử dụng trở lại thì máy nó không lên nước, hoặc là có những trường hợp đang dùng mà tự nhiên nó mất nước luôn đấy. Thì vào những tùy những trường hợp thì mình sẽ lưu ý cho các bạn kiểm tra những cái bộ phận khác nhau đấy. Đầu tiên thì anh em có thể là biết một số cái dòng trên thị trường, nói chung là cơ bản là nguyên lý hoạt động giống nhau thôi đấy, nhưng mà về thiết kế có thể nó khác nhau một chút. Ví dụ như cái dòng này gọi là dòng hồi trực tiếp vào đầu đấy, còn những cái dòng ví dụ như này thì nó là hồi ra ngoài đấy, nó không có hồi vào đây đấy. Thì mỗi cái nó có ưu nhược điểm riêng của nó, tùy vào nhà thiết kế sản xuất cho những cái công việc ở khu vực nào thôi đấy. Cái nào nó cũng có cái lợi cái hại riêng của nó, nhưng mà đại loại anh em hiểu được là nó có những cái thiết kế cơ bản như thế. Đi vào vấn đề đầu tiên, đối với những con máy để lâu mà anh em không sử dụng ấy, ví dụ như mình gia đình thì thường có lúc dùng lúc không á, có thể dùng tháng này có công việc thì lấy ra dùng, nhưng hôm sau không dùng đấy. Thì những cái con mà để lâu mà mình không dùng thì anh em kiểm tra thứ nhất cho mình là khi mà cắm lên mà máy mà chảy mà nước không lên được ấy, thì đầu tiên anh em thử mồi dốc ngược cái vòi hút, cái vòi hút nhá, đây cái vòi hút này này đấy, anh em dốc ngược đổ nước vào để mồi lại, bởi vì có thể lâu ngày là trong đầu nó mất nước, nó khô, nó không có cái tạo cái áp suất để hút được. Đấy, anh em mồi thử cái đã, mồi thử, nếu như mà một nhớ là khi mồi là phải mở các cái khóa đồng, tức là phải mở cái đầu ra cho nó nhé, mở đầu ra để cho nó có tuần hoàn như xả e ấy. Đấy thì anh em mồi nếu có hai trường hợp, một là nó ra nhỏ xong rồi dần dần nó chảy, nó bắt đầu nó khỏe lên dần là ok đấy. Trường hợp thứ hai là nó không ra một tí nào cả, hoặc là nó cứ ra nhỏ, ra rất là nhỏ mà nó cứ ra mãi như thế mà nó giật đấy, thì cái trường hợp rơi vào những trường hợp đấy thì anh em bắt buộc phải mở ra. Khi anh em mở ra thì anh em kiểm tra cho mình 6 cái van lúp bê một chiều này đấy, 3 cái trên và 3 cái đâm thẳng vào. Đấy, để mở được ra như này thì anh em mở cho mình hai con ốc này này. Đấy, mở cho mình hai con ốc này và lật ngược máy lên. Nó có hai con ốc bắt ngược ở dưới. Đấy. Anh em mở cho mình bốn con ốc này, 1 2 3 4 này, thì anh em sẽ mở được ra như này. Đấy, sẽ tách được các cái mặt đầu bơm ra như này. Thì anh em sẽ thấy được 6 cái van, 1 2 3 4 5 6. Đấy. Thì lâu ngày ấy thì các cái van nó sẽ bị như này này. Đấy, nó khô. Nhất là những cái vùng mà dùng nước nó có các cái chất như kiểu vôi hóa hoặc là ấy nữa thì nó sẽ thường là khô mà nó hay dính các cái mặt lốp pê lại. Đấy. Thì anh em mở ra và vệ sinh nhá. Nếu như cái van cái cao su này, nếu như ở gia đình mà cao su mà nhìn nó hơi xấu nhưng nó chưa rách thì anh em mở cẩn thận, đừng có để nó rách nhá. Đấy, còn nếu mà có đồ thay thế thì nên mở ra để thay luôn cũng được. Đấy, còn quan trọng nhất là các cái mặt lốp pê ở trong này. Anh em kiểm tra nó xem nó đàn hồi được không này. Lấy ít xăng ra vệ sinh cho sạch sẽ xong lắp vào ok. Đấy, làm sao mà cứ nó phải đàn hồi được. Đấy, thứ hai là các cái mặt này nó không bị khuyết. Đây, ví dụ như lâu ngày thì cái này nó chai cứng. Đấy,
Mà thường á, những cái người dùng mà dùng vào công việc phun thuốc ấy, thì là cái cao su này nó bị ăn mòn nhanh này, nó hay bị vỡ vụn ra, thì nhiều khi là nó kẹt vào các cái mặt này, nó làm kênh kênh van một chiều này đấy, nó làm kênh vào thì khi đấy máy nó cũng có hiện tượng là, một là nó không được lên được nước, hai là nước nó cứ giật 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 đấy, mà áp nó rất là yếu. Áp khi mà nó đã bị giật rồi thì áp nó yếu đấy. Thì các bạn hoặc là dùng lâu rồi ấy thì các bạn để ý cho mình cái mặt này, cái mặt lớp P này mà nó mòn nó khuyết ấy, tức là nó đẩy nó không kín được đấy, thì nó cũng yếu yếu máy đấy. Vào cái trường hợp mà ví dụ anh em đang dùng thời gian lâu rồi mà bắt đầu thấy máy cứ yếu, càng ngày càng yếu, cứ đang bình thường 6 cân mà hôm nay cứ đánh còn được có 2-3 cân nữa mà máy không không là khỏe nữa, tăng chỉnh hết cỡ rồi, thì anh em cũng cần lưu ý đến cái phần này đấy, lưu ý đến phần lúp P này, là nó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho máy nó yếu đấy. Hoặc lò xo này lâu ngày có những cái nó gãy, lò xo nó gãy hoặc là nó bị mất đàn hồi đấy, tức là đàn hồi yếu, như cái lò xo nó dùng lâu ngày nó bị mất đàn hồi hoặc đàn hồi yếu thì nó cũng làm cho mặt lúp P đóng mở nó không tốt, nó cũng yếu máy. Đấy là một trong những nguyên nhân làm cho máy nó yếu đấy. Cái trường hợp thứ hai nữa mình muốn nói đến đấy là các cái phần mà nó các cái vật thể nó kẹt vào lúp P đấy, cái phần mà máy nó dính. Ví dụ máy mới, nhiều khi các bạn mua máy mới về ấy, nhiều khi lúc đầu là máy cũng bị giật giật hoặc là yếu một chút đấy, thì thường là để là trong khi mà đóng gói cho đến lúc sử dụng thì có thể là cái van một chiều nó bị dính đấy, thì anh em cũng mở ra làm đúng như thế, chỉ cần mở ra nảy cho những cái mặt này nó đàn hồi tốt hoặc là vệ sinh được lại xong thì máy lại ngon lành ok đấy. Đấy là đối với những trường hợp là máy để lâu không dùng hoặc là máy mới nhưng mà chưa dùng để thời gian thì nó cũng bị như thế. Cái trường hợp nữa là máy mà dùng đang dùng mà máy nó bị yếu thì các bạn cũng kiểm tra những cái phần kia xem nó kẹt hay không. Nhưng mà ở đây mình muốn lưu ý là các bạn lưu ý đến một phần nữa, đấy là cái phần chỉnh áp. Đấy, cái phần chỉnh áp thì nó có hai phần, đấy là phần trên và phần dưới. Đấy, phần trên và phần dưới. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Phần chỉnh áp này thì nó được bắt bằng hai con ốc 10 thôi. Mở nó cũng rất là dễ thôi. Mình sẽ nói là tại nó những cái hiện tượng như nào thì nó hỏng. Đây. Đây chính là hai bộ phận. Đây là bộ phận bộ chỉnh áp trên. Đấy, bộ chỉnh áp trên này. Khi nó hỏng là khi mà các bạn dùng lâu. Các bạn dùng lâu ngày ấy, thì cái lò xo này này. Lò xo này, một là các bạn gạt này nhiều quá, các bạn gạt xong các bạn để im mãi như này, tức là các bạn ép, các bạn nén cái lò xo này, làm cho cái đổ đàn hồi lò xo này nó kém đi, thì khi các bạn chỉnh áp vặn chỉnh áp xuống ấy, thì cái lực tì của cái lò đàn hồi của lò xo nó kém thì cũng làm cho máy nó có thể bị yếu. Đấy, đấy là một cái lưu ý mà khi các bạn gạt e này đừng có gạt để lâu quá nhé, hoặc là những con máy mới trong thùng nhiều khi người ta sản xuất người ta quên, người ta gạt, người ta để lâu quá, khi bán hàng thì anh em thở cũng chú ý là nhiều khi là có những con nó làm bị lò xo này nó bị đơ, tức là bị đàn hồi kém, thì nó các bạn chỉnh áp cũng không thể tăng áp cao lên được. Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là cái bi thường hay xảy ra nhất, đây chính là cái bi và cái mặt này, nó có hai phần thôi. Đấy, các bạn không cần quan tâm đến nhiều cái phần này, quan tâm đến là cái bi này và cái mặt. Đấy, cái mặt lóng đen đồng tiền để cho cái bi này nó bịt kín lại. Thì dùng lâu ấy, cái bi này nó khuyết hoặc cái mặt này nó khuyết hoặc cả hai đều khuyết. Đấy, thì các bạn thay thế. Đấy, đây, ví dụ như nhà sản xuất thì họ bán theo bộ như này. Đấy, gọi là bộ chỉnh áp trên và bộ chỉnh áp dưới. Đấy, đều có sẵn hết. Nhưng ví dụ như mà nó
mòn bi mà nó khuyết hoặc ấy. Thì cái hiện tượng khi mà biết được những cái này nó hỏng là thứ nhất là các bạn có thể nhìn như thế, nhưng mà đầu tiên trực quan ấy là khi các bạn dùng ấy, các bạn nếu như cái dòng mà hồi trực tiếp này, máy dây hồi trực tiếp này thì các bạn rất là khó phát hiện. Nhưng mà đối với cái dòng mà hồi ở bên ngoài này, hồi xả ra bên ngoài thì các bạn tự nhiên thấy hôm nay là nước nó, hoặc là dùng thời gian này là thấy cái nước hồi nó rất là to, mà cái nước phun ra, xịt ra thì rất yếu, mà cái nước hồi rất là to, mà trong khi các bạn chỉnh áp vặn kịch hết cỡ rồi vẫn thấy nước hồi ra to. Thì các bạn cần lưu ý đến là những cái bộ phận này, kiểm tra xem là lò xo của cái bộ tay ở trên nó đơ hay là nó có vấn đề gãy hay là gì không, hay là cái bi này nó khuyết, mặt long đen này nó khuyết, nó làm cho nước nó xuyên qua, nó chảy ra nhiều ở cái phần chỉnh áp này. Đấy, thì nó cũng làm cho áp nó yếu. Đấy là những cái nguyên nhân mà cơ bản về phần máy. Đấy, ngoài ra thì nó có những cái nguyên nhân liên quan ở bên ngoài. Ví dụ như các bạn dùng lâu ấy, thường là do các bạn lắp các cái giá nó yếu, các cái giá để máy nó yếu, thì dùng lâu ấy nó bị oặt hoặc là nó ấy, thì cái phần dây cura nó bị trùng quá. Trùng quá thì các bạn chảy, khi tốc độ chậm các bạn nhìn không phát hiện được ra, chảy nó không trượt. Nhưng chảy nó tức là khi đến tải nó đang thấp, các bạn chỉnh áp đang thấp thì nó không trượt. Nhưng mà khi tốc độ nhanh, khi mà tức là các bạn đè tải nặng ấy, thì có những con thì nó sẽ giật bu li này, thì các bạn phát hiện ra là do trùng. Nhưng mà có những con nó chảy rất là nhanh, nhìn không ra được. Ví dụ một vòng thì nó bị giật mất một tí thì máy cũng rất là yếu. Thì đầu tiên khi mà sửa, các bạn nên tăng kiểm tra và tăng chỉnh lại dây gura cho nó căng lên. Xong rồi khi đấy các bạn phải kiểm tra đến những cái phần liên quan ở trong máy này. Đấy, đấy là những cái nguyên nhân tương quan ở bên ngoài thì các bạn để ý thêm thôi. Còn lại những nguyên nhân mà gãy tay biên hay làm cho xi lanh không đẩy được thì cái đấy thì các bạn nhìn trực quan nhé. Ít khi xảy ra nhưng cũng để ý, có những con nó gãy thì hoặc là nó rơ rồi thì cái tay biên nó chu kỳ nó lên đến đây, thì bình thường nó lên đến đây xong nó về, thì bây giờ nó cứ lên giật. Đấy, nó không toàn vẹn một chu kỳ thì nó cũng làm cho áp yếu. Thì cái đấy phải nhìn tương quan từ đầu, là nhìn dây gura và nhìn cái xi lanh trước, xong rồi các bạn phải để ý đến những cái phần như là van. Còn cái phớt ấy, cái phớt nó hở mà nó dị nước ở dưới này. Đấy, nó cũng làm giảm một phần áp nhưng mà nó không có làm giảm nhiều. Trừ khi mà nó dị to quá mà nó chảy ong ọc thì chắc chắn là áp nó bị tụt rồi. Còn nó nhỏ giọt thì áp đa số là nó vẫn là mạnh, nếu như van ok và bổ chỉnh áp ok. Nên là các bạn cứ để ý cho mình cái phần van một chiều trước. Đấy, xong đến cái phần nước hồi này nhìn tương quan ban đầu luôn cũng được. Còn cái dòng mà nó hồi ngay trên đầu này thì các bạn cần phải kiểm tra luôn. Đấy, kiểm tra van và kiểm tra cả bổ chỉnh áp luôn. Đấy, thứ hai nữa là đối với dòng hồi này thì các bạn để ý cho mình xem cái dây hồi này nó có bị hở, bị đứt gãy hay gì không nhá. Nếu nó hở ở đây mà ví dụ nước nó dỉ ra các bạn để ý được. Còn có những khi nó hở mà lọt không khí thì máy nó vẫn sẽ bị yếu. Đấy, và cái phần dây hút cũng thế. Dây hút mà các bạn để nó gập ở ngay ở điểm đầu này, nó không hút được, hoặc là nó gập hoặc là nó đứt, nó hở thì nó lọt không khí thì máy cũng sẽ hút kém. Đấy, thì các bạn cần lưu ý những cái đấy cho mình. Đấy, thì ở video này mình hướng dẫn qua cho các bạn về những cái ban bảnh, cũng như là những cái hướng dẫn cho các bạn những cái mẻo mà để kiểm tra xử lý máy khi mà sửa chữa về các cái đầu xịt này gia đình, hoặc là dùng các cái công việc ở đồng bơm thuốc hay ấy thì các bạn có thể xử lý được. Đấy, còn những cái van một chiều thì nó có các cái cỡ là to bé này. Đấy, thông dụng thì nó có hai cỡ là 1HP và 2HP này thôi. Đấy, 1HP thì nó dùng cho các cái ti 22, 2HP thì dùng cho các ti bơm ấy. Cái này này. Đấy, ti 28, 30. Đấy, thì nó sẽ dùng như thế này. Còn những cái đầu Đài Loan thì nó nhỡ cỡ hơn. Đấy, rồi ok các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào mọi người nhé.